Mình Vương Thừa Đồng xin chào các bạn xem nha. Chiều nay mình cũng đi câu các bạn. Hiện tại tới cái ao đây 4 giờ rưỡi. Câu thằng em đây nhất chân chỉ các bạn. Đây, đây. 54 rồi, khai đào thử em nó có mấy mấy rồi, mời các bạn đón xem nha. Câu một cần câu mấy, hai cần 54, một cần 44, rồi nhiêu đó thôi, ba cần nha các bạn. Rồi đây, đây. Trời mây đen kéo mầm rồi các bạn ơi. Đấy. Rồi các bạn, mình thả cần nhất chân chỉ nhị thiên đường trước nha các bạn. Coi như thế nào hả? Tình hình nữa mình cũng thả ổ rồi. Coi thấy phao các bạn. Chà. Không thấy phao nữa nha. Không thấy cái phao đâu hết. Trời ơi trời. Cá cá ăn các bạn. Cái nhỏ nhỏ, cần xanh này mình mới thả hai con trùng. Đánh. Đó, đó dính rồi, đó rồi. Dính lên cây tượng rồi các bạn ơi, còn rồi xong rồi. Hay quá, lấy rồi lại được các bạn. Thường là dính lên nó là mất lưỡi luôn, mất lưỡi mất phao mất tì luôn. Nhỏ lấy được. Rồi. Rồi mình cũng vừa thả cái cần mấy nữa các bạn, một trùng rồi. Thứ hai cái cần 54, cần 4 mét nữa, 4 mét lưỡi nữa. Rồi thử tình hình cá như thế nào nha. Gió quá nó ù ù, các bạn thông cảm nha. Rồi. Theo dõi thôi. Anh nè con, cứ nhịp thế thì sao bố mà giật. Để phát lúc liền nha. Ngồi đây mà ăn giấy thì chết rồi. Ăn đi, ăn cần nâu nè các bạn. Kéo đi đi. Chuột cái nhỏ các bạn ơi. Ăn bao nhiêu. Thằng đây cũng ăn nữa nè. Ăn đi đâu. Trời ơi. Đặt rồi, đặt rồi. Vô mầm cái cua quá. Vô chết. Trùng gì mà mâm gì mà dấu vết không. Đây dưới đây. ngậm ở đâu, ui chù trầu vô trời, ui vô cái rô rồi các bạn, ui vô thâu á, thâu lệ, ui chù thâu hèn gì kéo cái phao kéo không nổi các bạn ơi, chù chết, thâu thả, ăn gì đâu. Ăn như đâu. Dính đâu các bạn ơi. Còn đây. Ui bự các bạn ơi. To. Hàng các bạn ơi, hàng rồi. Ồ nhất dương chỉ đâu. hàng các bạn ơi. Hàng rồi các bạn ơi. Ui ồ. Đấy. Vô đây em. Ui
Ui dù mạnh mạnh. Đi đâu? Đi đâu? À, vào đây em ơi. Ô con chép các bạn ơi, chép chép. Chép các bạn ơi, chép chép rồi, chép rồi. Vô đây, chạy đi đâu em ơi. Nhất Dương Trí đã khai ra thành công. Một em đừng có xảy nha. Ấy chà. Được 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 được. Không dám kêu luôn. Ấy da, ôi giời chạy chạy. Rồi chiều đó là cái cần cầu mấy các bạn nó dính. Sợ dính cái dây cần cầu mấy, mình phải dừng lại. Ôi giời. Con này chắc cũng được 1 ký á. Lên đây. Chép chép rồi, chép rồi. Trời ơi mình không có giật các bạn ơi, chết. Ôi giời. Chết chết. Chạy đi đâu? Cần đây phải chạy đi đâu? Rụt mặt tổ kiến này. Đâu, ngay cái mỏ. Vô đây em. Chép nha các bạn. Ai xa. Trời ơi, con chép nè các bạn. Con này chắc cũng 1 ký á. Đây, xu cái mỏ rồi. Đấy, thấy chưa? Chỗ, chỗ cây tầm đá đầu nãy giờ hả con? Ôi trời, mơ chưa? Nhất Dương Chỉ để khai đao. Đây. Đấy giờ các bạn. Ôi. Được, 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 được. Rồi, chạy mấy bộ dưới hồng nó ngọt. Rồi cho em nó vào rộng rồi các bạn. Rồi, tiếp tục mình thả mồi thôi. Đây đây, hiện tượng rồi đấy. Anh cứ nâng nâng này. Nâng. Cho một trật lộc các bạn ơi. Cục mầm hay cục màu từ lừa hết. Đây, lúc đây. Đâu, chín hàng nữa rồi các bạn ơi. Hàng nữa đâu? Hàng nữa rồi các bạn ơi. Ui giời. Chết thật. À, rô rô rô. Rồi. Rô. Đây các bạn. Ôi chết. Đấy. Nghe cái mỏ nó. Thấy không? Chưa. Được 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 được. Rồi, cho em nó vào thôi. Cũng được nha các bạn.
Ơi chà. Hiệu quả, hiệu quả. Nhất dương chỉ. Rồi. Tiếp tục thả mồi. Như mình thả trật sổ chỗ sao các bạn ơi. Trật chỗ rồi. Để thả lại. Đó, đúng chỗ rồi. Cho lần đầu tiên cho em nó ra quân anh nhất chương chỉ được hai chú rồi nha các bạn. Một em chép một em rô. Được 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 được. Càng bạn càng cho ngồi kéo cầm. Trật rồi cho uống. Ôi. Nó nhá liền các bạn ơi, hình như là chất sốc lát các bạn. Ô, uống quá, uống quá, uống quá. Trời ơi. Rồi, thả mồi tiếp thôi. Lúc mình vừa cái cần câu mới nè. Mình vừa câu đài bây giờ câu trùng các bạn. Quản lý không kịp. Đấy. Ăn đi con. Rồi này nó kéo cần. Hai cần ngoài là hai con trùng, còn dưới là mồi mình bóp ủ bóp. Nhiều lúc quản lý không kịp. Thử đi. Ơi, bây giờ còn mấy im ru. Cá cái ăn cần này các bạn. Con xanh ở ngoài này. Mình đang bóp cái mồi quết nó ăn. Lúc quá mà. Ồ, con gì ạ? Trùng. Lá lử các bạn. Chắc cua nè. Nó mầm đúng rồi, dấu cua. Ồ, chỗ đó có cua rồi. Rồi, trả lại thôi. Rồi, ăn đi con. Con xanh ăn các bạn, còn 4,5 ăn. Nó nhẹ nhẹ là giống giống cua quá. Gió quá các bạn. Thông cảm nha. Mình đây mình thu trực tiếp qua điện thoại chứ không phải là mic rồi gì hết. Ngã phao. Ô trời ơi trật râu. Ôi con gì mà đang ngã phao ta, chắc cái rô quá các bạn ơi. Quá. Nào, ăn nữa, ăn nữa, ăn nữa. Nhất chương trí ăn nữa. Có. Nắng. Ôi trời ơi, trời ơi, cái cần nó rữ nè các bạn. Ôi ôi trời ơi, cái rô gì chút chút nó vô là chết rồi. Ờ, thả tiếp thôi. Ơ, đầu mấy anh đây thiệt hả chứ. Giờ mình thả mình ổ xuống các bạn. Bây giờ cá chậm ăn quá. Đấy. Thả ổ xuống, tạo ổ. Cá nó chậm ăn quá. Đây các bạn. Chô cho đầu nó ăn nha, đấy mới lơ lơ là thả ổ xuống cái nè ăn à. Đầu chút chút nó vô nó phá chết rồi. Ôi vô ơi rồi mình thả mồi xuống rồi các bạn, đợi chờ thôi. Con gì đây, con gì đây? Giết sao các bạn ơi, giết giết. Rồi giết rồi.
Ôi dồi, con mì dinh các bạn, những mày giết. Đây mì dinh này các bạn, đấy, thấy chưa? Trầu, mỏ, mỏ quắp quắp quắp, đang lên cái chữ. Đấy, chốt bẻ chưa? Mì dinh, mì dinh. Rồi, rồi em nó vào rộng tiếp thôi. Trầu cần giúp chị đi ngon ha. Ok ok. Rồi, thả mồi tiếp thôi. Tập rồi, tập rồi. Đấy. Rồi, kéo cần thử cái con thôi. Không có gắn bảo hiểm. Vừa rồi nó kéo cần thiệt các bạn ơi. Mà giật trật mất rồi. Mất mồi rồi thôi. Đấy, anh mất rồi. Đấy, kéo nó đây. Mình như trật ổ rồi các bạn. Sơ sơ ra một tí. Đó là hơi gần. Đang mắc vào mồi trùng cho hai cần kia nó kéo cần rồi. Đây các bạn, còn 4,5 dính nè. Xong, chỉ có rô dây thôi chứ sao mà thấy được. Đâu, thả thôi. Ê đâu, mấy con nậu đây, không ăn sao. Ôi là mình cất cái cần 4,5. Chủ yếu là cần ăn mùa quất rồi các bạn, cần nhất kiên trì này. Thế còn cần 4,5 cần độ mình chả biết cái cần chuyển lẻ kia kêu cần độ. Rồi mình rút cái cần đó mình cắt, chủ yếu quan trọng là thằng chính giữa đây. Nhất trí à. Theo dõi nó thôi. Rồi, để mình quay cần còn mấy vô mình thay mồi chắc hết mồi rồi các bạn. Làm con nữa anh kết thúc clip cho rồi. Ôi, mình kết thúc clip đây nha các bạn. Giờ cá hết anh à. Cũng về hết rồi. Bye bye các bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha. Được. Bây giờ xảy 3-4 con này. Nghiên cứu lại cái lử.